Chợ đêm Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang là điểm đến khá hấp dẫn của du khách khi đến với đảo. Hiện nay, khu chợ này mỗi đêm có hàng ngàn du khách và người dân địa phương ghé thăm để tham quan, thưởng thức ẩm thực và mua sắm. Lượng du khách đổ về đây thường rất đông. Điều thu hút khách nhiều nhất tại đây chính là các quán ăn bán hải sản tươi sống, từ loại cao cấp có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, cua huỳnh đế đến các loại ốc, mực, cá, rong biển được đánh bắt ở vùng biển Lý Sơn và lân cận còn tươi nguyên với hình thù độc đáo như cá tầm, cá mặt quỷ. Sức hấp dẫn của chợ đêm Lý Sơn không chỉ là sự đông vui, náo nhiệt, lòng mến khách của người dân địa phương, mà đến đây du khách còn có quyền tự lựa chọn cho mình những loại hải sản và sản phẩm biển đảo mà mình yêu thích. Các loại hải sản tươi sống, thơm ngon sẽ được chủ quán chế biến ngay tại chỗ theo yêu cầu của du khách. Chợ đêm Lý Sơn là thấy nhộn nhịp, vui. Mùa hè mà có không khí ban đêm như thế này, có một cái để cho mọi người tới vui chơi ban đêm, đi du lịch ban đêm, tranh thủ cái thời gian. Còn về mặt hàng thì thấy là phong phú, đa dạng, nhất là đặc sản của đảo nè, cá, tôm, mực, ngoài ra ngoài còn có tỏi, hành, nghe nói tỏi mồ côi ở đây là rất là quý. Không gian, tức là cái không khí mà mua sắm đây là rất là sầm uất, và bà con tức là hiểu cái nam châm ấy, hút rất là mạnh. Và em là đầu tiên đến nên em cảm nhận tức là nó được là hòa mình vào trong cái không khí của cái mùa du lịch. Khu chợ đêm này nằm ngay ngã ba cầu cảng Lý Sơn, là nơi tập trung khoảng gần 60 cửa hàng, quán ăn của người dân địa phương, được hình thành từ vài năm nay, nhưng mỗi đêm khu chợ này đã thu hút hàng ngàn du khách ghé thăm.